mình sẽ hướng dẫn các bạn bài tìm ngày em đến, bài gì mới của Bin á. Ok, đầu tiên chúng ta sẽ có họ âm đồ nha, để hát nha. Rồi tay trái là đồ son đô, tay phải là mi son đô, thấy không? Xong rồi lên mi là mi si mi, rồi son si, xong rồi về là đô la đô mi la, thấy chưa? Xong rồi về pha pha đô pha la đô pha, rồi kìa. Ok, bây giờ mình sẽ đánh là các bạn sẽ đánh bốn nhịp ha. Lên mi nè,